đã đến khu vực cái cầu mà chúng ta nhìn thấy khi đứng ở nhà thờ chánh tòa, nhìn ra cầu này bắc ngang qua sông Thêm. Đây là tên của cái cầu nè, Millennium Bridge, chỉ dành cho người đi bộ, chỉ được phép người đi bộ thôi, không được mô tô, không được bất kỳ một cái gì e-scooter gì đi qua đây cả. Đây là cái cầu bắc ngang qua sông Thêm. Hôm nay mình lại biết được đến một cái cầu này bắc ngang qua sông Thêm mà dành cho người đi bộ. Mình sẽ chắc là mình sẽ có những cái cảnh view ở sông Thêm rất là đẹp đây, chắc chắn là rất là đẹp rồi. Wow. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy được ở đây mình có cái bãi đá ở dưới nè. Đây là dòng sông Thêm. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy được cả cầu tháp London nữa. Đó, mọi người nhìn thấy cầu tháp London không? Đấy chính là cầu tháp London đó. Và những cái kiến trúc khác của London, những kiến trúc hiện đại của London thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được. Ví dụ như những tòa nhà này của BT nè. Bên kia là bến tàu điện Victoria, một bến tàu điện rất là lớn, cực lớn, đi liên tỉnh đó. Mọi người có thể nhìn thấy cũng có một tàu đang về, tàu đi đó, thì tàu liên tỉnh, tàu quốc tế, có cả tàu quốc tế. Rồi ở ngay bên dưới nè, ngay bên dưới chỗ mình có, mình thấy một cái bến phà. Và cái bến đó là cái bến dành cho tàu thủy, nghĩa là mình dành cho, gọi là city bus, gọi là xe bus đường sông, giống như ở Việt Nam mình á. Rất là đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình được đứng ở trên một cái vị trí có thể quay được cái dòng sông Thêm. Ồ, có một người đang nằm ở đây, không biết là anh ta đang làm cái gì ở đây nữa. Anh ta đang vẽ à? Không biết người ta đang làm gì nữa. What is he doing? He's painting chewing gum. Can you see the, like, this is chewing gum? Yes, yes. But he's painting. Yes. Painting. Yeah. The chewing gum. Yeah, thank you. Yeah. Chewing gum. Đây mọi người có thể nhìn thấy anh ấy đang làm những cái anh ấy đang sơn lại mấy cái này nè. Những cái này nè. All the way along the bridge. All the way. Yes. Lots and lots of them. Doing that for government? Doing that? But for government? Government, they... Are you doing this for the government, Ben? No. For what? No, he's not doing it for why are you doing it, Ben? Transforming rubbish into art, freedom of expression, finding a creative solution to a problem. Lovely. Comment on consumerism, taking something which is rejected and then embracing it and transforming it into a form of art. Anh ấy sẽ làm hết tất cả những cái sẽ vẽ lại tất cả những cái này, vẽ hết lại tất cả, nó sẽ dài dọc ở chợ trên cầu luôn. Bây giờ mọi người có thể nhìn thấy nè, đây nè, đây cũng có một cái nè, và nó sẽ làm hết tất cả những cái này ở trên cầu.
Đằng xa kia vẫn là cái ngôi nhà thờ chính tòa của chúng ta vừa mới vào đó. Thì có hai điểm mà từ ở xa, ba điểm mà từ ở xa chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được ngôi nhà thờ chính tòa. Đó là cái mái vòm đằng trước ngay trước mặt chúng ta, và bên trái màn hình có cái mặt cổng chính đó, là cái hình mọi người có thể nhìn thấy cái đồng hồ á. Và một cái nữa là một đây, mình zoom lại cho mọi người thấy một cái trạm chóp chóp thảm này, ở trên đó sẽ đó cũng là một cái giờ cũng của cái tòa tháp của nhà thờ luôn, thuộc đất của nhà thờ luôn. Họ sẽ làm lại tất cả những cái này là cái có nghĩa là những cái này là những cái mà cái xương gum của người ta để lên, người ta tạo một cái xương gum mình ăn á, và mình họ làm ra xong rồi họ để xuống đó, giống như là nhai xong sau khi hết ngọt á, xong họ sẽ để xuống đó xong rồi họ sẽ vẽ lên đó. Đây cũng là một cái nữa nè, ai mà ăn mà người ta xin cơm á, người ta rớt xuống đây nè, người ta ăn, người ta nhả ra cái hàng cầu này nè, thì người ta sẽ thì lâu ngày nó sẽ két lại và nó khó, nó rất là cứng như cái này nè, thì người ta sẽ vẽ lên, người ta tạo một cái điểm nhấn, tạo ra một cái cho cái nét đẹp cho cái cầu này. Và đây một cái nữa, đây đó là những cái xương gum á, họ ăn xong rồi, những người khác người ta ăn xong rồi người ta nhả ra, người ta vứt xuống dưới nhả xuống cầu này nè, xong rồi đi cái nó dính và nó đen, thì bây giờ người ta sẽ vẽ, người ta sẽ tạo trang trí cho cái đó cho nó đẹp, nhìn cái cầu cho nó đẹp, chứ không phải với mục đích nào cả, cũng không phải làm cho chính phủ nữa. Đây là dòng sông Thêm. Khi mà thủy triều xuống thì sẽ lộ ra những cái phần đất ở bên dưới, ở bên dưới mọi người có thể nhìn thấy ngay trước mặt á. Khi mà thủy triều rút thì sẽ có cái phần bãi đá, bãi đất đó, thì chim chóc nó sẽ xà xuống đó để nó ăn, nó kiếm cá để nó ăn. Đó là tiếng chuông nhà thờ đó. Rất là thú vị với lại cái công việc của cái anh lúc nãy, anh ấy trang trí, anh ấy vẽ trên những cái miếng xương gum mà người ta nhả ra, nhả dính vào cầu, thì thay vì để nó màu đen nó dơ như vậy thì anh ấy sẽ vẽ tất cả những cái đốm đen mà không thể lấy ra được đó, thì anh sẽ vẽ lên để tạo một cái điểm nhấn cho cái cầu này cho nó đẹp. Không biết là cái cầu này dài bao nhiêu, nhưng mà chút nữa mình sẽ tính, mình đi ngược lại mình sẽ tính, vì mỗi bước chân của mình là dài được 70 cm, mình sẽ đếm được bao nhiêu bước chân của mình. Không có thông tin, hình như ở đầu cầu không có thông tin sao, có thông tin thì mình đã nhìn thấy rồi. Đây, ở những cái bãi đá này là chim nó sẽ đến đây lại nó kiếm đồ ăn, cá, ốc, tôm hay gì đó. Khi mà thủy triều rút thì những con cá,
ốc ong tôm nào mà không có kịp ra thì sẽ bị vướng lại và bị chết, thì chim chóc nó sẽ xuống đây để nó kiếm đồ nó ăn vậy thôi. Cầu này có cả đi xuống dưới nữa. Ôi rất là nhiều cái xương gum mà người ta ăn, người ta dục ra ở đây. Rất là hay nếu như mà anh ấy vẽ được hết tất cả đây, xuống tới đây anh vẫn còn những cái miếng đó nè. Đó. Đó. Một người làm việc rất là có tâm. Anh ấy không có phải cần phải có yêu cầu của chính phủ hay của ai cả. Đây, cái này là ở bên dưới nè, bên dưới cầu nè. Đó. À, nãy mình đi trên cầu, bây giờ sẽ là vòng cái đường đi xuống dưới cầu. Quay một tí đường ở bên dưới cầu để các bạn cùng được đồng hành với mình trong cái chuyến đi qua một cái cầu. Mình không biết cái cầu này tên là cái cầu... Á, à, có... Tên cái cầu này lúc nãy đã ở ngay đầu cầu đã có... Đã có soi cho mọi người thấy rồi. Đây là ở bên dưới cầu. Để xích ra để xem, để quay được toàn bộ cái cầu nha. Mọi người có thể nhìn thấy ở dưới sông đó, đây là một cái chuyến gọi là thuyền Uber. Uber bây giờ ở đây có cả thuyền, có cả máy bay. Ngoài xe ca, taxi, xe đạp, có cả Uber thuyền, Uber máy bay. Hy vọng là tới đây Uber, công ty Uber sẽ phát triển mạnh và đưa ra là cả Uber tên lửa. Ở trên là một cái đường tàu á, ở dưới là tàu thủy, ở trên tàu điện, nó tấp vào bến rồi đó. Bây giờ thì mình đã đếm được 300 bước, đâu 260 bước, mình vẫn đang tiếp tục đếm. Để bây giờ xô mặt ra cho mọi người xem, nhìn thấy mặt mày chút. Vẫn phải đeo khẩu trang đi trên, đi ra ngoài thì mình cẩn thận cho mình thôi. Đây mình đang đứng ở trên cái cầu đó nè. Ở dưới là Uber, tàu Uber đó. Đằng xa kia mọi người còn có thể nhìn thấy tháp London. Hôm nào mình sẽ quay lại tháp London một chuyến nữa. Mà chuyến trước thì mình chỉ có đi bên dưới thôi. Mà chuyến này thì tới này đi vào tháp London thì mình sẽ đi vào trong tháp luôn. Những người này thì họ đang rất là hiếu kỳ so với vì cái công việc mà cái chú Ben kia chú đang làm, đó là vẽ trên những cái xương gum á, vẽ trên những cái xương gum mà người ta ăn, người ta nhả ra ngoài đó. Thì đây là một công việc rất là thú vị, vì chú này chú làm cho cộng đồng chứ không phải làm cho ai cả. Không, chú không cần yêu cầu ai phải yêu cầu cả. Ví dụ đây mọi người có thể nhìn thấy, nãy giờ mình xôi mọi người thấy nhiều rồi, bây giờ đó chú ấy trang trí một cái mảnh xương gum mà mọi người người ta ăn ra, người ta vứt xuống á đó. Đó, để mọi người theo. Trời ơi, cần lắm cái người mà có làm có tâm như thế này. Đấy, hai bạn này cũng rất là thích. Yeah.
Đây là cái chú đó, chú tên là chú Ben. Chú ấy làm một công việc nó rất là mang cái ý nghĩa rất là lớn dành cho cộng đồng, dành cho tất cả mọi người. Chỉ làm cái công việc. He love painting. Oh, you like the paintings. I'm glad that you enjoy them. Yeah. It's a lovely job. Chú ấy làm những cái việc như thế này nè, chú ấy làm như thế này để cho cái cầu nó đẹp hơn thôi. Cái cầu nó sẽ ok hơn, nó sẽ đẹp hơn vì người ta cứ ăn, người ta nhả cái xương gum ra. Người ta nhả xương gum ra thì đây là một cái công việc nó rất là... Nó rất... không biết nó rất là gì, rất... Nó, mình thích ghê luôn á, nghe chú nói mình thích ghê luôn á. Mà chú sẽ làm hết tất cả con đường này luôn. Bây giờ mình đang đếm thử trên cái con đường này nó là bao nhiêu mét, bao nhiêu bước chân, mỗi bước chân của mình là 70cm. Thì mình cũng muốn đếm thử xem là chú ấy làm như vậy thì nó sẽ mất bao nhiêu thời gian. How many minutes you can when you painting and finished one? It can take anything from half an hour to 2 to 3 hours. For one? Yeah, depending what the picture is. Oh my god. Depends on the detail of the picture. Yes. Lovely. Thôi bây giờ mình lại chào tạm biệt chú để mình lên đường đi về và mình tiếp tục đếm cái bước chân của mình xem là được bao nhiêu rồi. Cái này là 70 rồi. Vậy là 530 bước chân của mình từ đầu cầu bên kia tới đầu cầu bên này, không tính cái đường đi xuống bên dưới mà chỉ là tính tới cái vạch ngang này thôi là 530 bước chân. Đó là cái số mét của con cái cầu tên là Millennium Bridge. Thì rất là cảm ơn mọi người đã theo mình, theo chân mình để cùng đi tham quan những cái điểm của ngày hôm nay. Rất vui được đưa mọi người đi những nơi mà mình có thể đến, mình có thể biết. Bây giờ mình sẽ lên tàu để đi về nhà. Và cũng rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video và ủng hộ cho kênh Cuộc Sống Vương Quốc Anh cũng như gia đình Romeo and Liam. Bây giờ mình xin phép được dừng video tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Gia đình Romeo and Liam yêu mọi người. Bye bye.